Các bạn chú ý thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài lab 8. Như là trong cái mô hình mạng của mình thì chúng ta sẽ có một cái con router, một con switch và một cái server giả lập và một cái PC để chúng ta test. Như vậy đối với cái bài này chúng ta sẽ xây dựng cấu hình mạng ở trên architecture. À, các bạn sẽ chèn ra cái con router, chúng ta sử dụng cái con router 2811 rồi một cái con switch ha. Các bạn sẽ chọn một cái con switch switch của chúng ta ở đây, ví dụ như là chúng ta sử dụng switch này, rồi một cái server và các bạn sử dụng một cái máy tính. Đấy, như vậy thì hệ thống của chúng ta sẽ là như vậy. Và các bạn sẽ kết nối vào đây. Ok, chúng ta dùng Ethernet ha. Kết nối với chân đầu tiên. Rồi tương tự như vậy, các bạn sẽ kết nối cái chân thứ hai với server. Chân thứ ba với máy tính của chúng ta. Rồi ở đây các bạn có thể là đổi tên chỗ này, chúng ta để R1, cái này là chúng ta đổi tên bên ngoài nhé, hoặc nó có một cái tên ở bên trong nữa thì các bạn sẽ vô đổi tên. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ dùng cái sheet 1. Chỗ này chúng ta sẽ đổi lại thành là DNS và FTP. Rồi ok, chúng ta sẽ sử dụng cái máy này là PC1. Và đối với các bạn này, các bạn sẽ config Ethernet, là nhớ đối với lại router thì nó chưa có bật các mạng trước, các bạn sẽ bật các mạng on lên giúp thầy. Và trong khi mà chúng ta thao tác với router, các bạn thấy là cứ một lần mà thầy thao tác thì các bạn sẽ thấy ở dưới console nó sẽ có một cái câu lệnh enable, là mình sẽ chuyển trạng thái của router, sau đó mình config terminal. Đó, config terminal và mình chọn cái interface 0 ha, interface 0, mình chọn no shutdown, tức là mình đang bật nó lên nè, no shutdown. Và hiện nay chúng ta sẽ vô thiết lập cái IP cho cái các bạn này. Thiết lập IP thì trong cái phần các mạng, các bạn có thể thiết lập IP ở đây theo cái IP của bên sơ đồ. Chúng ta sẽ chọn là 10.10.0.1 16 của chúng ta. Nếu mà 10 thì nó là 8 các bạn nhé, còn ở đây là 16 thì chỗ này mình có là một con là 255 nữa. Đó, như vậy sau khi mà thầy thiết lập xong thì các bạn cứ thấy là mỗi lần mà chúng ta thao tác thì nó lại có một cái lệnh ở đây, IP address, bạn đặt một cái IP ở đây. Nếu như mà chúng ta đặt IP bằng lệnh thì chúng ta chỉ cần dùng cái lệnh cuối cùng là chúng ta đã thiết lập xong. Như vậy đối với lại router, chúng ta đã thiết lập xong và nó đã có thông mạng. Chúng ta sẽ quan tâm đến cái địa chỉ của bạn server. Địa chỉ của bạn server, chúng ta vô, chúng ta config ở đây. Và chúng ta đo địa chỉ của server là 10.10.0.10-16 luôn. 16 thì chỗ này nó là 255. 255. Rồi, ok. Và với cái địa chỉ của cái PC, tại sao mà người ta không có để địa chỉ? Tại vì tí nữa chúng ta sẽ cấu hình cái DHCP cho cái server thì nó sẽ cấp địa chỉ cho cái thằng PC này. PC này thì nó sẽ có một cái địa chỉ là tenant ha, tí nữa nó sẽ phụ thuộc vào cái server mình cấp là gì thì nó sẽ cấp phát cho chúng ta. Như vậy ở trong này nó sẽ có một cái hotname là R1, thì mình chỉ mới đổi bên ngoài thôi, thì các bạn sẽ chú ý là nó sẽ có cái hotname ở đây. Phần setting nè, đây là router, là cái display name và cái R
một. Ok rồi, đấy như vậy thì chúng ta sẽ config thêm cái hash name này, được chưa? Mình sẽ config terminal thì nó sẽ cho mình cái hot name là R1. Rồi còn gì nữa? Với lại cái phần switch này các bạn sẽ thấy ở đây nó có phần config của chúng ta. Đó, hot name này thì chúng ta cũng để là SW1. Rồi còn gì nữa không nào? SW1. Như vậy chúng ta đã xong bài 1 rồi. Đúng không? Bài 1 khá là đơn giản. Còn gì nữa không? Cái PC này là mình chưa có IP nha. Tại vì nếu như mà các bạn bật ở đây PC của chúng ta, cạp mạng của các bạn chọn Dynamic đi. Dynamic ha. Tí nữa mình sẽ xem thử là nó cấp IP được bao nhiêu. PC1. Ok, chưa chưa có IP cho nên nó không có biết nhận IP từ đâu hết. Tí nữa mình cấu hình xong cái phần bài số 2 thì nó sẽ cấp phát IP cho cái PC1 của chúng ta. Và các bạn nhớ lưu cái file này lại nhé. Trong bài người ta yêu cầu các bạn lưu là lắp 8 mã số sinh viên. Như vậy các bạn sẽ lưu lại chỗ này. Chúng ta sẽ lưu là lắp 8 mã số sinh viên của các bạn. Ví dụ thầy ghi là PS19200. Ví dụ như của thầy là như vậy. Rồi, chúng ta đã xong bài 1 và thầy kết thúc cái video này, bài 1 đầu tiên, để các bạn có thể là làm theo cái phần hướng dẫn này.